Xin chào. Như chúng ta đã biết, khớp cùng chậu được cấu tạo bởi xương cùng và xương chậu. Đau khớp cùng chậu thường có nguyên nhân bắt nguồn từ sự quá tải của các bộ phận khác trên cơ thể, như là cột sống thắt lưng, khớp háng, khớp gối hoặc là cổ chân. Đau khớp cùng chậu sẽ ảnh hưởng đến sự di chuyển của các bạn hàng ngày, vì thế nó sẽ làm giảm đi chất lượng cuộc sống. Để giảm đau khớp cùng chậu thì chúng ta cần thực hiện các bài tập giúp di chuyển khớp về vị trí sinh lý và kích hoạt các nhóm cơ vùng thắt lưng, chậu hông. Nào, bây giờ chúng ta hãy đến với 5 bài tập sẽ giúp giảm đau khớp cùng chậu của Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sang Phương Đông nhé. Bài tập 1: chèo thuyền bằng chân. Bước 1: nằm nghiêng bên phải, chống khuỷu tay phải vuông góc với mặt đất. Bước 2: nâng chân trái, xoay hông và hạ gối sát đất. Sau đó vòng chân lên trên và đặt các ngón chân về sau chân phải. Bước 3: lặp lại ít nhất 10 lần và trở về tư thế ban đầu. Với bài tập này sẽ giúp cho khớp cùng chậu được di chuyển về tư thế sinh lý. Bạn sẽ cảm nhận được sự dịch chuyển linh hoạt của khớp cùng chậu. Bài tập 2: bắc cầu xoay. Bước 1: nằm ngửa, chân phải vắt chéo lên gối trái. Bước 2: nâng hông lên tối đa, giữ 3 giây. Sau đó hạ mông và nghiêng hông sang phải cho đến khi mặt ngoài đùi chạm tới mặt sàn. Bước 3: trở về tư thế ban đầu và lặp lại 10 đến 12 lần, sau đấy đổi bên. Khi tập luyện, khớp cùng chậu của chúng ta sẽ trở lại vị trí ban đầu, giúp giảm đau hiệu quả. Và để bài tập này đạt được hiệu quả cao nhất, bạn cần phải đẩy hông lên tối đa để siết được cơ mông và thắt lưng. Ngoài ra, đối với những người mà đang gặp phải tình trạng đau nhức nặng thì bạn hãy điều chỉnh số lần tập tùy theo thể trạng của mình, không nhất thiết phải đủ từ 10 đến 12 lần như tôi đã hướng dẫn. Bài tập 3: plank một chân. Bước 1: bắt đầu ở tư thế plank truyền thống. Bước 2: nâng một chân lên và ra ngang khoảng 30 đến 45 độ, giữ trong vòng 3 giây. Bước 3: trở về tư thế ban đầu và lặp lại 10 đến 12 lần. Ở bài tập này sẽ tác động và làm khỏe nhóm cơ mông, cơ dựng sống, giúp giảm tải lực đè nén cho khớp cùng chậu. Có một điều đặc biệt lưu ý, đấy là khi bạn tập cần phải giữ vững vùng lưng, hạn chế tối đa tình trạng võng lưng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Bài tập 4: xoay hông. Bước 1: quỳ 4 điểm sao cho hai tay và đùi vuông góc với mặt đất. Bước 2: nâng chân phải lên cao, từ từ xoay khớp háng theo chiều kim đồng hồ và ngược lại. Bước 3: lặp lại 5-6 lần và đổi bên. Đây là bài tập giúp kích hoạt nhóm cơ vùng chậu hông. Nó sẽ mang lại kết quả tốt nhất nếu như bạn xoay được hết tầm của khớp háng. Bài tập 5: bắc cầu cùng dây kháng trở. Trong bài tập này, bạn cần chuẩn bị cho mình một dây kháng trở. Bước 1: nằm ngửa, đưa dây kháng trở lồng qua phần trên của gối. Bước 2: nâng hông tối đa, sau đó mở khớp háng hết cỡ và giữ trong vòng 3 giây. Trở về tư thế ban đầu. Bước 3: lặp lại 10 đến 12 lần. Khi tập, nhóm cơ mông sẽ được tác động và làm khỏe, giúp giảm tải lực đè nén cho khớp cùng chậu. Đối với những người bị đau lưng hay là thoát vị đĩa đệm, các bạn không cần kết hợp nâng mông mà chỉ cần nằm nguyên và giữ tư thế mở khớp háng. Vậy là chúng ta vừa qua 5 bài tập hỗ trợ điều trị đau khớp cùng chậu. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Nếu bạn đã dành nhiều thời gian để tập luyện nhưng không đạt hiệu quả thì nên gặp bác sĩ để chúng ta có thể thăm khám cụ thể và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Cảm ơn bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn nút đăng ký để có thể theo dõi những video mới nhất từ Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông. Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec Sao Phương Đông ứng dụng phác đồ đông tây kết hợp để điều trị hiệu quả các bệnh lý cơ xương khớp cột sống. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thăm khám bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu của hệ thống y tế Hàn Lâm Vinmec. Hotline: 024 3365 8668.